đang vô tới bờ luôn rồi. Quá lớn luôn. Nhưng mà bão vô nữa chắc nó tràn vô tới đây luôn. Gần đụng vô trong đây luôn rồi. Trời ơi. Kinh khủng chưa? Quay rồi. Cuộc sống này nguy hiểm quá, không nên đứng đây lâu. Một số người hiếu kỳ ra ngồi kia tuốt kia đứng luôn rồi. Wow. Biển kinh khủng quá. Bão nó vô nữa thì thôi, cho nó mạnh cỡ nào trời. Mạnh hơn lúc sáng quay cho quý vị xem á. Ôi chỗ kia nó vô tấn bờ luôn rồi, chẳng xó luôn. Ừ, dập mạnh quá đó. Ui giờ đánh xó luôn. Ui giời. Hiện tại là nó thủy triều nó lên sao nó vô tuốt trong này luôn quý vị ơi. Vô sát bờ biển luôn rồi nè. Tôi đang đứng vô sát nè. Bình thường là bờ nó nằm tuốt ngoài kia kìa. Wow, ui 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 ui. Kìa kìa, con kia mạnh đó chứ. Sóng cuồn cuộn trắng xóa luôn. Quý vị nhìn trong video thấy nó đơn giản đúng không? Thấy nó không có lớn lắm đúng không? Chứ nhìn bên ngoài thấy kinh khủng lắm quý vị ơi. Đó. Đấy, quý vị thấy nó cuốn vô. Mình nhìn ở trong video mình thấy có vẻ nó nhỏ, sóng có vẻ nhỏ thôi. Nhưng mà ở bên ngoài đó nhìn thấy nó rất là cao luôn. Nó vô rất là mạnh, trắng xóa luôn quý vị. Tràn vô bờ luôn rồi. Đứng đây lâu nguy hiểm quá, thôi đi thôi quý vị ơi. Quay quay dữ dội này, mà bão vô nữa thì thôi chứ không biết sóng nó cỡ nào nữa.